Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây AUG Cung Hoàng Đạo. Rồi, cái này thì nó vừa mới ra vào đêm hôm nay. Thì rạng sáng ngày hôm nay thì chúng ta có thể cài trong các chế độ đấu đội hoặc đấu C4 thì sẽ nhận được cái mảnh đạn. Và các bạn dùng mảnh đạn đấy để đổi trong cái sự kiện, thì cái mục sự kiện anh em cũng biết rồi, nó nằm bên cái thanh thông báo và nằm mục thứ hai. Ok, thì chúng ta sẽ vào đánh giá chung về cái khẩu này. Khẩu này thì mình đánh giá thì nó cũng như những cái khẩu mà ấy chết nhỏ những cái khẩu AUG bình thường. Đấy, khẩu này thì ngoại trừ cái skin nó đẹp hơn xíu mà mình bắn có cái cảm giác là rất dễ headshot. Đấy, mình bắn linh tinh thôi mà đôi lúc lại kiếm rất là nhiều headshot. Headshot tầm 400 tầm 400 kim chết nhầm 400 đam đi. Rồi, tính như thế thôi. Và ủa, cái gì ấy? Phải cả dòi nó đứng trên bắn xuống ngáo ngơ thế không cào được. Trời ơi, chứ cái mắm gì này? Đây, đây, đấy, cơ hội tiếp theo. Hai thanh nhĩ luôn, hay lắm. Rồi, bây giờ sẽ là tình huống 2v1. Rồi, xem một thanh niên đã ngán quá và bỏ đi rồi. Và tơ vẫn còn nhây. Đấy, mình phải quan sát xung quanh xong. Không thì người ta đang ngắm gì. Đấy, tiếp tục là tình huống 2v1. Rồi, mình đã cover và tay y tá đã phải nằm xuống. Ủa, cái này có cái soi gần nó rất là phê. Cái này mà đi soi gái thì mắc phê này. Đấy, sao lại rớt thế này. Rồi, ủa, đúng rồi, phải chết thôi. Đấy, cái tội đứng nhây thế kia. Ôi, nếu mình gặp mình cũng phải kiểu gì mình cũng giết được. Nó lượn từ bên đầu bên này, từ thành bên này sang thành bên kia vẫn không chết. Tới cuối cùng cũng phải chết thôi. Đấy, cái tội nhây là kiểu gì nó cũng sẽ sấp mặt. Gì cơ ấy, muốn mình xuống à? Đấy, mình xuống thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Khẩu này rất là dễ headshot luôn. Mình không hiểu tại sao, chắc là khẩu mới ra nên nó thế thôi. Sau này thì sẽ biến thành một cái khẩu phế vật ngay. Ủa, gì ấy, từ từ nào y tá. Trời ơi, cái khẩu này thì anh em nếu mà thấy thích thì cày và ai mà đi, ủa, ai mà đi chế độ C4 nhiều thì sẽ nhanh có cái khẩu này thôi. Đấy, rước em nó cho đẹp cái kho đồ thôi. Chứ mình nghĩ khi mà lấy được em nó thì nó cũng sẽ thành cái khẩu súng mà quên lãng. Đấy, bây giờ là mới chứ sau vài ngày nữa hoặc vài tuần nữa nó sẽ thành một cái khẩu súng gì đó mà quên lãng, không ai biết tới. Rồi, thế thôi. Rồi, khẩu súng phế vật đấy, biết em không biết em nó luôn. Có người lại không biết em nó luôn ý. Rồi bây giờ mình làm em nó, cho em nó lên được lên TV đấy, sau này quên lãng còn lục lại xem được. Có gì đó sẽ sai nhỉ, tự dưng đang nói súng mới thành súng phế vật rồi, rất là sai sai luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng hấp diêm giơ mai. Đấy, khẩu này thì được cái phóng lại nó rất là trót luôn. Đấy, đọc theo phong cách của Sky gọi là trót. Đấy, trót thêm hai chữ SS phía sau, mình không biết đọc như thế nào. Đấy, gọi là trót SS đi. Gì cơ? Úi xổ ơi, khẩu này mà ra giữa sân mà ngồi giữa sân mà bem thì thôi rồi. Đấy, phóng zoom lên nữa. Rồi, ảo ảnh thôi, mình biết. Zoom lên nữa thì đúng là hàng gì cũng ra hết. Đấy, đây đây đây, hàng. Ôi, chém bằng tơi kia. Trời ơi, chém tơi kia thì thôi, làm gì nữa, trận này coi như là mất cái đầu rồi. Đấy, bắt đầu còn đuôi. Đấy, đuôi còn ngu ngoang được, vẫn ăn được. Đấy, lao lên cận chiến em ấy. Đúng rồi, lao lên như thần đi, quán VIP cơ mà. Sợ cái gì? Mấy thằng sau lưng cover như thần rồi, bạn sợ gì mà không lao lên. Đấy, đúng rồi, chém đi. Đúng rồi, hay lắm, chém đi. Rồi chết này. Sorry bro, cái tội ngu người. Đấy, cứ thích vào chém là chết thôi. Đấy, nguy hiểm là nó phải thế anh em ạ. Đấy, mình cố cận chiến mới được. Đây rồi, gì cơ? Lao ra nào. Ô, kia, cao đi. Cao đi rồi. Quái thanh niên. Mình không hiểu thanh niên đấy nghĩ gì mà tự dưng lại lao ra không cào được. Đắng mề, chắc là do tay bị tật. Rồi, đùa xíu nhá. Vãi cả bị tật. Sorry bro. Ây da, nấp đâu rồi? Á, lại ra sau này. Rồi, ra sau này làm gì? Ủa, lỡ bị hụt đà.
mình hụt đà thôi đấy, bạn sắp lên thớt rồi, thế luôn đấy. Này này này, ít máu thế, ôi mất giáp này, rồi chơi luôn. Tiếp theo là cũng rồi, lượn đi đâu rồi. Cây này cũng mạnh phê anh em ạ. Nếu mà so sánh với con vip thì mình nghĩ là cây này phế vật, không ngờ cây này có tăng tốc chạy với lại các kiểu cũng khá là mạnh đấy. Rồi rất tuyệt vời. Ăn được hai con, mất một cái giáp nhưng không chết. Đấy, nhìn chung thì cái khẩu và AUG này thì nó cũng rất là đẹp, ngoại hình rất là đẹp. Đó, anh em thấy thích thì đừng quên là sưu tập em nó vào trong cái bộ sưu tập của mình. Đấy, rất là sưu tập là dĩ nhiên rồi. Anh em phải có cho mình những cái khẩu súng mà cực tuất với cực lạ nằm trong kho đồ, sau này còn nó sẽ được liệt kê vào súng hiếm ấy. Thế luôn, mấy khẩu mà nó cho cài free thế này sau này sẽ thành súng hiếm. Súng hiếm thì tức kiểu như đồ cổ ấy, chứ không phải là hiếm theo kiểu nó mạnh mà nó hiếm đâu. Úi xồi, này này thì lách 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 này thì lục băng này nhây. Xồi ôi, vai cứ đùa với mình cơ, cầm lục băng mà đòi cover mình nhá. Bạn quá nhây, đường nào đường nào. Úi xồi, này thì cận với chiến này, chắc là QBZ không. Không gì đấy, mình quên bảo cái tên rồi. Cái khẩu súng mới nằm trong range mà mình quên làm. Thằng kia nó bảo làm mà mình quên luôn rồi. Ô, cận 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 này, cận này, cận. Ui giời ơi, mất bà cái giáp mà không cào chết được. Để thằng khác nó ăn. Hai thằng hai thanh niên tẩm du trên đấy. Đấy, giời ơi. Đấy, giời ơi, bắn ghê quá. Anh em đâu? Cover me. Ô, chết chết, nó lên kìa, y tá lên kìa. Đâu rồi? Đấy, đây, 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 thấy con hàng đây rồi. Con ạ, à, chạy đâu? Chạy đâu? Cái thằng của Linh này. À, không được rồi. Đấy, lượn, lượn thôi. Bạn làm gì mình cơ? Muốn hiếp mình chắc? Ơi, cho mình hồi tí máu đã. Thấy đường nào, đường nào. Uầy, vãi, thánh này lượn, lượn. Biết thế mình đứng bên kia. Rồi bố này ngáo ấy à. Ngáo ơi, ở ngáo là ra đi này, đi này. Đi chưa? Hay quá DM. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Đấy, cố lên. Sau mấy trận này không lấy được hero ấy nhỉ. Hôm nay hơi bị sung ấy, nhưng không lấy được hero. Ở tại cái phòng này nó hăng quá, săn zombie mắc hăng luôn. Mà mỗi lần mỗi người làm zombie thì lại thoát ra hết, với lại chơi kiểu ngáo ngơ, cực kỳ ghét luôn. Bọn này kiểu săn biến thành zombie, lúc mà biến người thì săn rất là hăng, mà lúc mà thành zombie thì kiểu như là chết đói 36 năm, 365 năm và không thể kiểu đói quá chứ ăn gì lâu ngày, không thể di chuyển được. Đấy, di chuyển theo một cách ngáo ngơ, không cào gì được hết. Đấy, mấy bố chơi rất là dị. Đấy, rất là buồn cười với cách chơi của mấy thanh niên này. Gì đây? Đây phải C4 không? Bật đi chậm. Rồi, bên kia thì rất là đông mà không cào thằng nào. Trên bàn thờ kia, đừng cào mình nhá. Ai, gì đây? Úi xồi. Ê, từ từ. Ui, phải. Mình cứ tưởng người thật cơ. À, giúp bay thật cơ. Nguy hiểm quá. Ui, cái gì đây? Trời ơi, chơi mốc lốp kìa. Lúc đi săn nhiệt tình thì lại không bị cào, mà lúc thì thẩm dui lại bị cào. Số tôi khắm lọ thì kia. Người ta thì người ta đi săn, người ta thẩm du sấp mặt lờ mà không bị cào. Mình thì mới thẩm du tí thôi. Đấy, này thì lượn, lượn, lượn đâu, lượn đâu, lượn đâu. Rồi, còn một bé đâu nữa rồi. Rồi, một bé nữa đâu. Cho mình hồi cái máu tí đã. Không biết là bé kia, ui, đâu bắn này. Không biết là bé kia nằm đâu rồi. Chắc phải đi tìm thôi anh em ạ. Chứ mà bây giờ thì hồi tí máu đã. Ôi, thằng nào nó hay bắn đấy nhỉ. Sao không lại không biến đi. Không biết là nó nấp chỗ nào luôn. Thấy số mai ngáo ngơ luôn ạ. Vãi lìn thật. Ôi, vãi cả nhấp nháy. Chịu luôn anh em ạ. Không biết là nó nấp chỗ nào cơ. Đấy. Vãi cả xoài tơ đâu. What the fuck tơ? Tôi có cảm giác như thằng này bung hay sao ấy.
chứ có thấy thằng này đâu. À, nó bắn sniper mới ghê chứ. Thế luôn thằng này kiểu gì cũng bung cái chỗ nào rồi, chứ nó không có đâu map. Nếu mà nó có đâu map thì thằng tơ nó hiếp bà luôn rồi. Đâu ơi? À, đờ mờ thím. Thím lên thẩm dung trên đấy. Được, hay quá. Được. Thanh niên này ghê đấy. Bung lên tận đấy cơ. Áp thật đấy, 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 lại bung này. Đấy, số ơi. Tay cả bung. Ngồi đấy mà bung. Mình chơi mod do bài sáng tạo mà mình còn không bung lên được đấy mà tụi nó bung hay thật. Phải gọi là mấy thế này, phải gọi là mắc bán á. Đấy, cứ tưởng là nguy hiểm lắm cơ. Và do bài đã thoát hết rồi. Trời ơi, gặp cái phòng săn cực kỳ nhiệt nhưng lại lúc lại do bài lại thoát. Chứ là dị. Chơi chơi đường hoàng ấy nhỉ. Chơi hit mình luôn, rồi thôi xong nó cận chiến rồi. Và chào, mình sẽ kết thúc clip này, các bạn xem nếu thấy hay quên like, subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Rồi các bạn nếu thấy clip này nhiệt thì hãy like cho mình thật nhiều nhá.